Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em nhé. Sau một thời gian thì mình cũng tham dự cái khóa học của công ty DTD ô tô tại Hà Nội. Thì hôm nay mình cũng tranh thủ về nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Đấy, thì anh em thấy là công việc của mình thì nó cũng vẫn cứ đều đều thế thôi. Đấy, mặc dù là mình đi vắng nhưng mà được cái là khách hàng vẫn cứ tin tưởng ủng hộ nên là vẫn cứ tới sửa bình thường. Đấy, thì mình cũng là rất vui là được đón tiếp một anh thợ xe máy. Đấy, cũng tuổi thì cũng rất là trẻ thôi đấy, nhưng anh em biết là anh từ mãi cửa ông Quảng Ninh về đây cơ đấy. Anh về tận nhà mình để ủng hộ mình một bộ máy Mosukentap đấy. Thì anh em biết rồi, ngày nay máy Mosukentap thì anh em dùng rất là đông đấy. Thì thực chất thì anh cũng chưa qua đào tạo đấy, thế nhưng mà chắc chắn là một ngày nào đó thì anh có điều kiện thì anh cũng sẽ tham dự một cái khóa đào tạo để anh cũng nâng cao tay nghề. Đấy, thì anh em biết rồi. Đợt này thì mình đang về Hà Nội, mình tham dự một cái khóa học của công ty. Đấy, thì anh em đã từng là học viên của công ty DTD ô tô thì anh em biết là các chương trình giảng dạy của công ty thì rất là chi tiết và có thể nói là chương trình dạy của công ty rất là chuyên sâu. Đấy, anh em mà đã từng theo học của DTD ô tô thì anh em cũng đều nắm được hết, đúng không ạ? Đấy, còn những anh em nào mà chưa học thì mình nghĩ là anh em cũng nên là tham dự một khóa học của công ty để anh em biết được các kỹ thuật chuyên sâu về máy này, cũng như các thông số hiện hành, cũng như là thông số kỹ thuật ở trên máy đọc lỗi thì anh em sẽ sử dụng một cách nó thành thạo hơn. Đấy, nó khác hẳn với những cái gì mà anh em có thể nói đang xem ở trên mạng có những cái thông tin rất là sai nhé. Đấy, thì mình cũng rất may là được tham dự khóa học của công ty đấy, và được trực tiếp thầy Dương Tuấn Dũng đấy, thầy là cán bộ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giảng dạy đấy. Thầy cũng từng học rất nhiều năm ở bên Đức cũng như là bên Nhật, cho nên là kiến thức của thầy có thể nói là rất là chuyên sâu, và tài liệu thầy truyền đạt cho các học viên là gần như là của tài liệu của nước ngoài. Đấy, cho nên anh em sẽ được tiếp cận những cái tài liệu mà có thể nói là rất hiện đại của các nước tiên tiến. Đấy, mà mình nghĩ rằng có thể nói là ở trong nước mình đấy ít có một cái cơ sở đào tạo nào mà có thể nói được đào tạo được chuẩn kiến thức kỹ thuật và chuyên sâu như bên DTD ô tô. Đấy, thì anh em biết rồi, chúng ta học thì không phải học ở đâu cũng giống nhau, đúng không ạ? Đấy, và cũng có câu là chọn bạn mà chơi, chọn thầy mà học. Đấy, cho nên là anh em cũng phải nên tìm cho mình những cái nơi đào tạo uy tín, chất lượng để làm sao mà anh em có được những cái kiến thức chuẩn khoa học để anh em áp dụng vào cái công việc hàng ngày của chúng ta nhé. Đấy, thì hôm nay thì mình cũng rất cảm ơn anh Lợi. Đấy, anh đã từ một cái miền cũng tương đối là xa so với chỗ mình. Đấy, anh từ tận mãi cửa ông đấy, Quảng Ninh, anh về chỗ mình để anh ủng hộ một bộ máy Mosukentap. Thì trong thời gian đi vắng nhưng công ty vẫn cứ gửi cho mình những cái kiện hàng đây rồi. Thì anh em thấy là kiện hàng của mình thì mình cũng chưa khui ra. Đấy, thì bây giờ mình tiến hành mình cũng là khui kiện hàng mới ra để mình giao bộ máy Mosukentap mới cho anh. Thì mình cũng có thể nói là cũng rất là may mắn là được rất nhiều anh em thợ trong cả nước tin tưởng. Đấy, mặc dù là những anh em thì có thể nói về khoảng cách địa lý thì anh em cũng cách xa chỗ mình rất là xa. Đấy, có những anh em thì có thể nói xa nhất bây giờ là có thể nói là tận ở Côn Đảo cũng như là ở Phú Quốc cơ. Đấy, anh em vẫn ủng hộ mình. Đấy, mặc dù là cái khoảng cách địa lý thì anh em biết rồi, cực kỳ xa xôi luôn, đúng không ạ? Đấy, thì đây là công ty gửi cho mình rất nhiều cáp anh em nhé. Đây là tất cả các cáp này là anh em dùng cũng rất là nhiều đấy anh em này. Đấy, đây là cáp là mình lấy bổ sung thêm nhé anh em nhé. Đấy, các cáp này là kiểm tra chất lượng CKP cũng như là van ACV luôn nhé. Đấy, anh em nào cần thêm những cáp lẻ thì mình sẽ gửi cho anh nhé. Đấy, rất nhiều cáp, anh em vừa rồi mua cáp cũng tương đối nhiều. Đấy, anh em biết rồi, những cái dòng cảm biến CKP của dòng xe đè ACG thì nó là cái con một con
IC tổ hợp, cho nên anh em kiểm tra mà anh em có máy như này anh em kiểm tra thì rất là tốt, cực kỳ chuẩn luôn. Bởi vì anh em có máy Mosquito Tap cũng như là Canthun thì anh em kiểm tra bằng Tap này thì nó tiện lợi lắm. Đây là 5 bộ máy công ty gửi cho về cho mình. Đây thì những cái bộ máy Mosquito Tap phiên bản dùng trọn đời đây anh em. Đấy. Không phải trả phí hàng năm anh em nhé, mua một lần anh em dùng thôi. Thì mình cũng thông tin luôn là cái phiên bản máy Mosquito Tap này có phiên bản trả phí nhé. Xin phiên bản trả phí là cái phiên bản anh em trả góp đấy nhé. Đấy, thì nhưng mà đại đa số thì anh em dùng cái phiên bản này, anh em mua một lần là xong luôn. Đấy. Thì đây là 5 bộ máy mới, công ty mới gửi về cho mình luôn. Đấy. Nhập rất nhiều máy, anh em cần thì cứ liên hệ với mình nhé, lúc nào mình cũng nhập dự phòng luôn. Đấy. Lúc nào cũng có máy. Đây thì mình cũng cài đặt luôn cho anh Lợi. Đây, bây giờ mình tiến hành mình vào mình cài đặt cho anh nhé. Công tác cài đặt thì mình cũng làm rất là nhiều rồi anh em ạ. Đấy, mình làm rất là nhiều rồi. Anh cũng mua máy Tab A8 của Samsung. Anh mua ở Quảng Ninh và anh cũng tiện thì anh cầm về đây để cho mình cài đặt hộ luôn. Công tác cài đặt thì thực tế là rất nhanh thôi, không có cái gì anh em ạ. Đấy, anh em chỉ cần có máy và anh em có máy tính thì anh em tải phần mềm Mosquito Tap về để anh em nhập thông tin của mình vào là xong. Đấy. Máy Mosquito Tap thì càng ngày thì sẽ càng thêm những cái tính năng hiện đại. Đấy, và mỗi một lần cập nhật lên phiên bản mới thì anh em lại được dùng thêm những cái tính năng rất là hiện đại ở trên máy Mosquito Tap nhé. Đấy. Công ty sẽ luôn nghiên cứu những cái phiên bản mới để cập nhật cho anh em. Đấy, anh em cứ có máy tính sách tay hoặc là máy tính để bàn, anh em ngồi tại nhà kết nối internet là anh em có thể cập nhật cho máy luôn. Đấy, anh em không phải đi đâu cả nhé, anh em tự cập nhật và tất cả những cái bản cập nhật là hoàn toàn miễn phí. Anh em cứ tự cập nhật cho mình thôi nhé. Đấy, thì trong máy thì cũng mình cũng đã nói nhiều lần rồi, luôn có sách hướng dẫn sử dụng cho anh em và một cái thư cảm ơn của công ty DTD Auto. Đấy. Sách hướng dẫn sử dụng Mosquito Tap thì anh em nhớ là anh em mua máy về thì anh em nên đọc kỹ nhé. Anh em nhớ là anh em phải đọc sách. Đấy, anh em phải đọc. Đấy, chứ ạ. Đây anh em này, đây là sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, công ty làm rất là cẩn thận, cho nên là anh em mua về anh em phải đọc sách cho mình nhé. Đấy, khi anh em thao tác thì anh em sẽ thấy là rất là dễ, đúng không ạ? Đây là sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy. Nếu anh em chưa biết là cái cấu hình máy tính như thế nào thì trong bộ máy có cái tờ giấy là hướng dẫn tự mua máy tính bảng. Đấy. Cấu hình tối thiểu phù hợp với thiết bị Mosquito Tap. Đấy, rất là chi tiết, anh em phải đọc nhé. Đúng rồi, rác nào nó vào nhắc đấy. Đây. Hai nữa là đây là các mã sản phẩm. Đấy, rồi mã khách hàng. Anh em sẽ phải nhập vào trong bộ máy tính thì anh em sẽ dùng được nhé. Sau đó cái công đoạn cuối cùng là anh em quét mã QR cho mình nhé. Đấy. Đây, thì bây giờ mình tiến hành, mình ngồi đây mình nhập luôn cho. Được máy. Rồi, rất là nhanh đúng không? Okay. Đây thì anh Lợi, anh ấy cũng đã tự cài phần mềm Mosquito Tap về rồi đây anh em này. Anh đã tự tải về rồi. Đấy, anh đã tự tải về rồi. Và bây giờ thì anh chỉ có ấy thôi, chỉ có nhập mã thôi. Đấy, đây mình để đây. Đấy, rồi. Đây mình nhập luôn cho nhé. Tải rất là dễ đúng không? Nhanh lắm. Để mình
chính cho nó chuẩn vào, thì những anh em có mua máy về tự cài thì anh em cũng nắm được cái thông tin để mình cần cài đặt như thế nào. Thì mình cũng đã từng làm rất là nhiều video rồi, cũng hướng dẫn rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Thì anh em chưa xem được thì nay anh em lại tham khảo lại nhé. Đấy, khi anh em tải MotoCanTab về này thì anh em bấm vào này thì sẽ có gì? Nhập mã xác nhận khách hàng, đúng không ạ? Đấy, còn nếu mà bấm vào mà nó cứ thoát ra đấy thì anh em nhớ là phải cấp các quyền cho máy nhé. Cấp các quyền cho phần mềm MotoCanTab. Đấy, anh em vào phần cài đặt xong anh em cấp các quyền cho MotoCanTab thì máy sẽ phần mềm mới dùng được. Còn nếu anh em mà không cấp quyền thì anh em cứ bấm vào cái nó thoát ra ngay nhé. Đấy thì đây là nhập mã xác nhận khách hàng này anh em này. Đây thì trên tờ giấy đây, đây chính là nhập mã xác nhận khách hàng. Đấy, 82QZEU này. 8 này, 2 này. Q Z này, A này. U này. 82QZEULQ này. LQ này. Rồi. Hoàn tất này. Rồi. Vậy là cái công đoạn mà mình nhập bước đây gọi là cái bước nhập mã xác nhận khách hàng đã xong, đúng không ạ? Đấy thì máy sẽ hiện ra như thế này. Anh em vuốt lên hết cho mình, anh em có thể đọc nhé. Anh em có thể đọc các thông tin. Đấy, sau đó anh em vuốt lên cho mình như thế này. Rồi, tôi đã đọc, hiểu và đồng ý tất cả. Và anh em bấm vào dấu check đây cho mình. Đấy, và ấn đồng ý, đã xong. Bây giờ mình sẽ nhập tên của anh vào đây. Em tên là gì nhỉ? Vũ đúng không? Vũ này. Cũng cần phải chính xác có giấy là chính xác luôn, em cứ đọc chính xác cho anh. Vũ Văn Lợi đúng không? Vâng. Anh Vũ Văn Lợi này. Rồi, công ty cửa hàng thì có thể bỏ qua được. Số điện thoại của em 077 này. 2347 này. 444. 444 này. Rồi, đã xong này. Địa chỉ của em này. Cầm phá này, đúng không? Cầm phá này. Cầm phá này. Cầm phá Quảng Ninh thôi. Rồi, Quảng Ninh này. Mã sản phẩm này. Mã sản phẩm thì đây là mã sản phẩm nha anh em nhé. Đây, chính là MTB này anh em này. Thì mình sẽ nhập cho anh nhé. MTB này. 2408 này. 2408 này. 22021. Được rồi, giờ đến công đoạn quét mã. Thì anh em bấm vào quét mã này. Đấy. Sau đó anh em hướng vào cái mã QR cho mình đây. Đây, chính là mã đây. Đấy, đã xong. Rồi, quý khách đã kích hoạt thành công. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn và sử dụng sản phẩm MotoCanTab của nhà sản xuất DTD ô tô Việt Nam. Rồi, bây giờ thì anh em có thể kết nối máy anh em dùng được rồi, đúng không ạ? Đấy. Đây, anh Lợi anh ấy cũng lấy thêm hai sợi cáp này luôn. Là hai sợi kiểm tra hai cái van gió ra đăng ti tự động là van IACV của Honda và van ISC của hãng Yamaha. Và một sợi cáp để kiểm tra CKP của dòng xe đè ACG. Đây thì bây giờ mình kết nối luôn máy táp cho anh em nhé. Đây là chính là bộ máy MotoCanTab này. Đấy, công ty bọc trong túi ni lông chống va đập rất là tốt. Đây chính là bộ phần cứng của nó đây anh em này.
kẹp ắc quy đây. Anh em có thể kẹp nguồn ắc quy hoặc anh em có cái bộ cấp nguồn mà chuyển đổi từ điện 220 xuống điện 12V nha anh em nhé. Đây thì cái cục cấp nguồn điện mà từ 220 xuống 12V anh em này, đây nó ở trong đây này. Đâu rồi nhỉ? Em cầm ra cho anh xem. Nó ở trong đây. Nó có cái cục cấp nguồn. Đấy. Ừ, nó có một cái cục. Đây, đây cái cục đây. Không, mình để giới thiệu cho anh em biết thôi. Đây. Đây là cái cục cấp nguồn anh em nhé. Đây này. Đấy, chuyển đổi từ điện 220 xuống điện 12V, đúng không ạ? Anh em có thể dùng cục này cấp nguồn cũng được. Đấy. Đây hoặc là anh em dùng cáp, đây là cái cáp của mình tiện mình lấy luôn cáp của mình cấp nguồn luôn. Bây giờ anh em có thể cắm vào cái cáp bất kỳ nhé, cáp bất kỳ. Đấy, hai đầu nó có rắc cái và rắc đực như thế này. Thì anh em cắm vào bên đây cho mình. Đấy, có thể cắm vào một cái cáp bất kỳ và anh em cấp nguồn cho nó. Đây, đây là rắc nhé. Đấy, là xong. Vậy thì anh em nhìn trên máy tính bảng đã có thông tin là kết nối rồi kìa. Đấy, mình quay gần vào đấy nhưng anh em chưa nắm được thì anh em xem nhé. Anh em tham khảo này. Đây, mình để dịch ở đây tí. Thì anh em nhìn thấy dưới góc màn hình này, dưới góc màn hình bên phía bên trái phía dưới đây là khi mình cấp nguồn cho phần cứng motor Kentap thì anh em thấy là kết nối thành công, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ anh em nếu mà vào đọc lỗi trên xe thì anh em phải kết nối với hệ thống OBD trên xe nhé. Đấy, mình kết nối với hệ thống OBD trên xe thì sẽ hiện ra các hãng xe, đúng không ạ? Vậy thì anh em muốn kết nối với hãng xe nào thì anh em bấm vào cái hãng xe đó, đúng không ạ? Ví dụ như hãng Honda thì anh em bấm vào Honda. Và xe Honda này thì sản xuất ở thị trường nào thì anh em phải vào đúng thị trường đó nhé. Ví dụ xe sản xuất ở thị trường Việt Nam thì anh em phải vào thị trường Việt Nam này, đúng không ạ? Thị trường Indo thì anh em phải vào thị trường Indo. Đấy, và cũng tương tự như vậy thì Malaysia, Lào hay là Thái Lan, Malaysia hoặc là Campuchia nhé. Đấy, ví dụ mình vào thị trường Việt Nam. Đấy thì thị trường Việt Nam sẽ hiện lên tất cả các xe nhé. Thì anh em vào đời xe nào thì anh em bấm vào đời xe đó nhé. Đấy, thì trên đây anh em có một cái thuận lợi hơn các dòng máy khác là ví dụ anh em bấm vào, anh em tìm xe Vision ấy thì anh em không phải lân, và anh em bấm vào chữ V để cho mình này thì sẽ hiện lên tất cả các đời xe Vision nhé. Đấy, hoặc là anh em bấm vào xe ví dụ chữ xe Lead chẳng hạn thì anh em bấm vào chữ L để cho mình thì sẽ hiện lên tất cả các đời xe Lead nhé. Đấy, anh em nhìn này, tất cả các đời xe Lead từ đời 2009, 2011 cho đến đời 2021. Đây anh em nhìn này. Đấy, ở trên đây nó hiện chữ đỏ đây. Nó rất là rõ nhé. Đấy, ví dụ mình bấm vào đời 2021 chẳng hạn. Đấy. Thì sẽ có tất cả các thông tin ở trên này. Đấy, thì với những cái thông tin mà ví dụ như Smart Key hoặc là ABS thì anh em phải bấm vào những cái xe nào nó có Smart Key hoặc ABS thì nó sẽ hiện lên nhé. Ví dụ xe này là có Smart Key chẳng hạn thì đây là Smart Key, là hệ thống thông minh. Quá thông minh, đúng không ạ? Đấy, thì trên đây sẽ có những cái gì? Lập trình SCU này, đọc KID, đấy, ECMID từ SCU này, đúng không ạ? Chức năng này để đọc KID và ECMID trực tiếp từ SCU. Đấy, ví dụ như là khách hàng bị mất hết remote này, khách hàng mất hết thẻ nhựa, không còn cái mã nữa, đúng không ạ? Mất hết mã rồi, thì anh em sẽ phải dùng chức năng này. Đấy, để anh em lấy mã ECMID từ SCU ra. Đấy, và máy tap thì có một cái rất là thuận lợi là anh em cứ làm tới đâu thì máy sẽ hướng dẫn rất là rõ đến đấy. Ví dụ như đây là máy hướng dẫn sử dụng cáp nối Honda này, Smart Key này, P gạch chéo N này, MTB08 này, gạch này, LV02. Đấy, nối motor tap với SCU, nối dây tín hiệu vào vị trí như trên hình ảnh của SCU. Đấy, thì vậy thì anh em cứ làm tới đâu thì máy sẽ hướng dẫn tới đó nhé. Anh em cứ đọc ở phần dưới này thì máy sẽ hướng dẫn này. Vị trí kết nối ở trên sơ đồ là thì khi SCU anh em mở ra thì anh em phải hàn theo đúng cái vị trí như trên máy hướng dẫn, đúng không ạ? Đấy, anh em có thể phóng to ra. Đấy, các điểm vị trí hàn là như thế nào thì anh em cứ hàn vào đó. Ví dụ dây trắng thì anh em hàn vào cái điểm này.
Đấy. Dây xanh thì anh em hàn vào vị trí điểm này. Đấy. Và cáp thì có hai dây hàn như thế này và có một đầu cắm thẳng vào rắc cổ SCU luôn. Đấy, và anh em sẽ tiến hành thao tác để lấy mã nhá. Đấy, xong anh em bấm dấu lệnh rồi đi. Là máy sẽ hướng dẫn là tuyệt đối không chạm vào dây tín hiệu và tuyệt đối không chạm dây tín hiệu và 12V khi đã nối nguồn, đúng không ạ? Không chạm tay vào đường dây mạch điện của SCU khi đang đọc key đi eSIM ID. Đấy, và mình sẽ bấm tiếp theo. Đấy, thì mình đây là mình bấm này là mình chưa kết nối cái gì. Đấy, cho nên là máy sẽ thông báo là không liên lạc được với SCU. Đấy, vui lòng kiểm tra lại kết nối. Đấy, thì mình đây là mình đang làm ví dụ để anh em nắm được nhá. Đấy, thế là mình thoát ra nhá. Đây, anh em bấm vào ngôi nhà này thì sẽ lại trở về cái màn hình chính. Đấy, trên đây thì sẽ còn rất nhiều các chức năng nữa, đúng không ạ? Ví dụ như kiểm tra ECU cảm biến cơ cấu chấp hành. Đấy, thì anh em có thể áp dụng để anh em kiểm tra chất lượng ECU bằng những cái sợi cáp riêng, hoặc là cảm biến, hoặc là cơ cấu chấp hành. Các chức năng có nghĩa là phần bên cơ cấu chấp hành đấy, rồi kiểm tra nạp điện và phát điện này. Đấy, rồi là giả lập mô phỏng tín hiệu thì mình cũng đã làm nhiều video như thế này rồi. Anh em có thể tham khảo lại trên kênh của mình nhé. Vậy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn anh em là ví dụ mình dùng chức năng là kiểm tra ECU cảm biến cơ cấu chấp hành nhé. Đấy, rồi. Thì bây giờ mình sẽ muốn kiểm tra, ví dụ mình bây giờ mình muốn kiểm tra cảm biến CKP của dòng xe đè ACG. Nó là một con IC tổ hợp. Thế cho nên là kiểm tra có thể nói là nếu mà dùng anh em có máy Mosken 7 cũng như là Mosken 8 thì anh em có sợi cáp, anh em kiểm tra rất là nhanh. Đấy, mình tiến hành mình làm luôn nhé để anh em nắm được này. Đấy, đây chính là cái hình biểu tượng con cảm biến CKP đây. Anh em bấm vào đây cho mình nhé. Đây thì máy có rất là nhiều chức năng để kiểm tra, đúng không ạ? Đấy, và công ty sẽ phát triển các sợi cáp để kiểm tra trực tiếp độc lập các cảm biến này luôn. Đấy, sau này ví dụ anh em cần, anh em chỉ cần mua cái cáp này này, anh em cắm trực tiếp vào cảm biến thì anh em cũng biết là cái cảm biến nào sống chết như nào là đều rõ hết. Ví dụ như là cảm biến ABS này, VSS này, cảm biến tốc độ đấy, rồi là cảm biến MAP này, đấy, cảm biến áp suất của hút khí nạp này, ECT này, cảm biến nhiệt độ động cơ này, TP này là cảm biến vị trí bấm ga này, IAT này là cảm biến nhiệt độ khí nạp động cơ này, đúng không ạ? Và cảm biến oxy. Đấy, thì bây giờ mình kiểm tra cái cảm biến đây, CKP đây. Đấy, thì máy sẽ hỏi là kiểm tra cảm biến CKP của cái hãng xe nào. Đấy, thì mình kiểm tra hãng Honda, đúng không ạ? Đấy, thì yêu cầu kết nối thì cái cáp thì anh em sẽ nhu cầu riêng của anh em có thể mua thêm cáp này thì mình sẽ gửi cho nhé. Đấy, thì cách kết nối này, đây cái sợi cáp này là một lựa chọn thêm nhé, không bao giờ gồm trong gói phụ kiện tiêu chuẩn, đúng không ạ? Đấy, thì mình cũng đã kết nối cái sợi cáp ngay từ đầu rồi. Đây anh em nhìn này, đúng không ạ? Đấy, và gì? Bây giờ mình sẽ tiến hành mình kết nối cảm biến CKP của dòng xe đè ACG của Honda. Đây, cụ thể là cái cảm biến CKP này là của con xe Ablet 125 phân khối. Thì trên đây là các rác, thì anh em cứ cái rác là vừa anh em cắm vào rác đấy nhé. Đấy, đã xong, đúng không ạ? Đấy, và bây giờ mình sẽ làm theo hướng dẫn của máy nhé. Đấy, mình sẽ làm theo hướng dẫn của máy. Đấy, thì mình kết nối đã xong này, đúng không ạ? Mình kết nối đã xong này, mình bấm tiếp theo này, đúng như hướng dẫn của máy rồi này. Bấm nút đây, anh em nhìn bấm nút lệnh này này. Sau đó quay vô lăng qua lại liên tục từ góc 10 độ đến góc 60 độ. Vậy thì nếu mà anh em để ở ngoài như này thì anh em phải dùng một cái nam châm, đúng không ạ? Anh em lướt như thế này, như là cái vô lăng nó lướt qua những cái cực của cảm biến hô này. Đấy, thì anh em sẽ làm được. Còn nếu mà anh em mà để ở trên xe thì nó thuận tiện lợi hơn rất là nhiều. Bởi vì anh em chỉ cần tháo cái bên côn ra, anh em quay cái rẻ quạt của đi thì vô lăng từ sẽ quay, thì máy cũng sẽ cho ta nhanh kết quả thôi nhé. Vậy thì mình sẽ làm theo máy này. Bấm nút này. Đấy, và mình lướt này. Anh em nhìn này, như là vô lăng lướt qua các cực từ này. Đấy, vậy thì gì? Máy sẽ cho ta kết quả là gì? CKP này rất là tốt, đúng không ạ? Cảm đấy, anh em nhìn thấy là trên cái cảm biến CKP này của dòng xe đè ACG thì mình vẫn nói với anh em ấy, nó là một con IC tổ hợp. Đấy, nó gồm 4 con IC hô. Một con IC hô là phụ trách xác định vị trí trục cơ, đúng không ạ? Đây này anh em nhìn này, cảm biến vị trí trục cơ và tốc độ động cơ. Đấy, là chất lượng là tốt và đáp ứng hiện tại là tốt. Vậy thì máy cho ta là gì? Máy cho ta biết chất lượng nhé, chất lượng từng cảm biến một.
đấy, chứ không phải là anh em nhiều anh em cứ chế những cái bộ đèn led đấy không đúng đâu nhé. Bởi vì chất lượng nhiều khi là cảm biến chất lượng nó kém rồi, hoặc đáp ứng hiện tại nó không đáp ứng yêu cầu nhưng mà nó vẫn nháy đèn led thì anh em cứ tưởng là còn tốt, là nó sẽ đánh lừa anh em đấy nhá. Đấy, tiếp theo là ba con ICHO phụ trách đề khởi động, đúng không ạ? Đấy thì đây thì cảm biến vị trí vô lăng từ pha V đấy, chất lượng tốt và đáp ứng hiện tại là ít thì cũng là tốt rồi. Cảm biến vị trí vô lăng từ pha V kép, đúng không ạ? Đấy, viết tắt đây này, IHV kép này, tốt, chất lượng tốt và đáp ứng hiện tại cũng là tốt. Đấy, cảm biến vị trí vô lăng từ pha U, đấy, viết tắt là IHU, đấy, đáp chất lượng là tốt và đáp ứng hiện tại là tốt. Đấy, vậy thì với máy Mosoken 7 cũng như là Mosoken Tab, Mosoken Phone, đấy thì anh em có thể lựa chọn thêm những cái bộ cáp này. Anh em kiểm tra trực tiếp cảm biến CKP thì anh em sẽ được chất lượng, là máy cho ta biết là kết quả chính xác. Đấy, anh em không cần phải nghi ngờ gì chất lượng của cảm biến nữa, và anh em sẽ rất là rảnh tay để anh em đi tìm những cái bệnh khác, đúng không ạ? Ví dụ mà vẫn báo lỗi cảm biến CKP thì anh em đã loại trừ được cảm biến CKP mình. Đấy, từ đường dây cảm biến lên trên cái rắc này là tốt. Vậy thì nếu vẫn báo lỗi cảm biến thì có những cái trường hợp nào xảy ra? Đấy, một là có thể là dây từ rắc này lên ECM bị đứt, đấy, tiếp xúc không tốt, đúng không ạ? Hai là có thể là lỗi trong ECM, đấy, cũng có thể đấy. Ba là nhiều anh em, đấy, thì có thể nói là đi mua cảm biến CKP rất là nhiều tiền. Đấy, anh em cứ thay đi thay lại rồi anh em không được, vẫn cứ báo lỗi năm ha. Đấy, thì anh em không để ý là gì, cảm biến CKP này thì những cái tín hiệu nó gửi về ECM thì có những cái định dạng chuẩn của nó. Thế nhưng mà trong quá trình xe hoạt động, một lý do nào đó mà cái chụp buji của mình, đúng không ạ? Hoặc là cái con mobin của mình nó kém rồi, nó gây nhiễu. Đấy, thì nó sẽ nhiễu vào cái đường dây này. Đấy, và sẽ báo lỗi 5H. Đấy, bởi vì anh em biết rồi, chip chủ trong ECM chờ không nhận được tín hiệu của cảm biến CKP là một, chờ mà không nhận được tín hiệu cảm biến CKP. Đấy, có thể lỗi do cảm biến, có thể lỗi do đường dây, đúng không ạ? Đấy, mà không nhận được tín hiệu, hoặc ECM có nhận được tín hiệu từ cảm biến CKP nhưng mà sai định dạng thì cảm biến vẫn xuất lỗi 5H, đúng không ạ? Vậy thì với cái trường hợp mà cảm biến tốt, mạch đường dây tốt mà vẫn báo lỗi 5H thì anh em phải nhớ cho mình kiểm tra gì? Kiểm tra cho mình là xem chụp buji có bị gây nhiễu vào đường dây không, cũng như là mobin sườn, đúng không ạ? Hoặc là buji có gây nhiễu không? Đấy. Cho nên là nhiều anh em không có thiết bị kiểm tra, anh em cứ thấy lỗi 5H là anh em đi mua cho mình cái cảm biến này về, đúng không ạ? Đấy, mà anh em biết rồi, mua cảm biến ở ngoài thì không có cảm biến lẻ, mặc dù anh em mua thì cảm biến mới thì chỉ có thường là cảm biến ngoài thôi, cảm biến lô thôi. Thế còn cảm biến xịn ấy thì Honda người ta bán luôn cả cuộn điện luôn. Đấy, thì rất là đắt, đúng không ạ? Đấy, mà mỗi một lần anh em mua về thế xong lại vẫn cứ thấy báo lỗi 5H thì anh em cũng không biết ở đâu cả, thì nhiều khi nó chỉ ra do mỗi cái trục buji nó gây nhiễu thôi. Đấy, vậy thì anh em có những cái thiết bị như thế này thì anh em cắm vào để anh em kiểm tra thì anh em biết được chất lượng CKP còn tốt, và anh em không cần phải gì kiểm tra CKP làm gì nữa, và cũng không cần phải đi mua nữa, và anh em chỉ cần kiểm tra cho mình đường dây đấy, từ rắc này lên ECM xem có bị đứt không. Đấy, rồi là các trục buji đấy, rồi là mobin sườn xem có, rồi là buji xem có nhiễu vào đường dây tín hiệu không, đúng không ạ? Đấy, cho nên nhiều khi bệnh rất đơn giản thôi, nhưng mà anh em có thể bỏ ra một đống tiền rồi là mất bao nhiêu công sức để anh em đi mua cái cảm biến CKP này về, anh em lắp vào rồi vẫn là công cốc. Đấy, cho nên là đấy là một cái mà mình cũng là lưu ý, mà mình cũng là chia sẻ rất là chi tiết cho anh em đấy, mà cũng là rất là cụ thể để anh em nắm được cái lỗi 52 này, mà có thể nói là bây giờ rất nhiều anh em mà gặp phải, mà cuối cùng là có thể nói là anh em cái gốc của nguyên nhân gây ra lỗi 52 này anh em không nắm được đấy, và anh em cứ thấy lỗi 52 là anh em đi mua cảm biến thôi. Đấy, thì thật ra là nó rất là tốn kém này về tiền bạc cũng như là tốn kém về công sức đấy, mà anh em vẫn không giải quyết được cái lỗi 52 này. Đấy, mà mình thấy là rất nhiều anh em dính cái ban này rồi, đúng không ạ? Đấy, thì trên đây là mình cũng vừa cũng chia sẻ với anh em đấy, cách cài đặt này. Đấy, cài đặt thì mình cũng làm vắn tắt thôi đấy. Hai là vì mình cũng nhiều rồi, làm nhiều cái cài đặt rồi, anh em cũng có thể tham khảo lại những video trước đấy. Hai là mình cũng hướng dẫn anh em đấy, cách kiểm tra CKP luôn
Đấy, bởi vì anh Lợi anh cũng mua luôn cái cáp này thì mình cũng hướng dẫn luôn anh, đúng không ạ? Đấy, và một lần nữa thì mình cũng xin cảm ơn anh đã có thể nói không quản đường xá xa xôi từ mãi Cẩm Phả Quảng Ninh về ủng hộ mình một bộ máy Motocontest này. Vậy thì với tất cả những anh em mà thợ trong cả nước và anh em cần các dòng máy Motocam thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình sẽ gửi cho nhé. Đây thì là số điện thoại của mình đây anh em này. Một số điện thoại có thể nói là duy nhất và cũng rất quen thuộc với anh em đã theo dõi kênh của mình. Đây là số điện thoại là 0979 407 116. Anh em cần các sản phẩm nào của công ty từ cáp, các dòng cáp đọc lỗi đấy, rồi là cáp kiểm tra ECU là CKP này, rồi van ECV SC, các dòng máy Motocam từ máy Motocam CE phiên bản tiết kiệm chi phí 7,8 triệu cho tới Motocam 7 cũng như là Motocam Tab, các bộ dụng cụ kiểm tra áp suất nén trong xi lanh động cơ và áp suất nhiên liệu đấy, rồi các bộ IFO3, IFO4 đúng không ạ? Đấy thì anh em theo dõi kênh của mình thì chắc là anh em cũng đều nắm được rồi. Đấy thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình nhé. Đấy thì mình cũng nói qua về cái bộ dụng cụ kiểm tra áp suất nén trong xi lanh và áp suất bùng đốt để anh em nắm được. Thì với cái bộ dụng cụ kiểm tra của công ty sản xuất ra thì anh em biết rồi, có thể nói là giá trị nhất ở cái bộ đo áp suất này là chính là cái phần đồng hồ. Đấy, và bây giờ anh em mua ấy thì với cái bộ phụ kiện của công ty cung cấp thì nó rất hay ở chỗ là anh em có thể mua một bộ mà anh em lại kiểm tra được hai luôn, đúng không ạ? Gọi là hai trong một. Đấy, một là anh em có thể kiểm tra áp suất nén trong xi lanh bằng cái đồng hồ này. Đấy. Và anh em có thể kiểm tra áp suất nhiên liệu luôn cũng bằng cái đồng hồ này. Đấy thì mình nói rồi. Về cái phần cái bộ kiểm tra này đấy, thì giá trị nhất thì chính là cái bộ đồng hồ đo áp này. Đấy thì công ty thì anh em biết rồi, các sản phẩm của công ty làm thì tất cả là các sản phẩm là đều là chất lượng là đặt lên hàng đầu. Đấy, cho nên là cái bộ đồng hồ này đo rất là chính xác vì công ty nhập khẩu của Hàn Quốc. Đấy, nhập khẩu của Hàn Quốc, tem mác rất là rõ ràng, đúng không ạ? Đấy, tem bảo hành của công ty. Đấy, bộ đồng hồ đo áp cực kỳ tốt nhé. Đấy, bởi vì tại sao mình dám khẳng định như vậy? Mình dùng của công ty với cái đồng hồ này rất là nhiều năm rồi. Đấy, nhưng mà có thể nói là cho thông tin cực kỳ chính xác. Đấy, chứ không như những cái đồng hồ mà anh em mua trên thị trường, nhiều khi anh em mua phải những cái đồng hồ kém chất lượng, rẻ tiền. Thì anh em chỉ dùng sau một thời gian thôi, ngắn thôi, thì sẽ cho sai số. Mà sai số rồi thì anh em biết rồi, cái đồng hồ chỉ có vứt đi thôi, chả làm cái gì cả. Mà anh em, đấy mình nói đấy, giá trị nhất thì nó là cái đồng hồ. Đấy. Cho nên anh em mua sản phẩm thì anh em cũng cần phải lưu ý, chọn sản phẩm mà mua, đúng không ạ? Cũng như các cụ nói đấy, chọn bạn mà chơi, chọn thầy mà học là như vậy. Đấy. Hai nữa là bộ đồng hồ này thì công ty thiết kế thì tất cả các đầu dắt là bằng đồng hết. Tất cả đều bằng đồng anh em nhé. Đấy, khi mà anh em kiểm tra thì anh em khi mà anh em kiểm tra áp suất nén trong xi lanh đây thì anh em dùng cái van một chiều này, đúng không ạ? Đây có hai sợi cáp cho anh em. Đấy, đây có hai sợi cáp này, một sợi là dự phòng thôi. Đấy, còn một sợi thì anh em cắm vào đây là cái van một chiều này, anh em nhìn này, cắm vào nhá. Còn khi mà anh em muốn rút ra nhé, thì anh em lại bấm cái đầu này kéo lại cho mình nhé. Anh em kéo lại cho mình thì nó mới ra nhé. Còn anh em để nguyên mà anh em kéo ra nó sẽ hỏng cái lẫy trong rồi đấy nhé. Còn hỏng lẫy thì những cái bộ này thì công ty sẽ cho dự phòng anh em một cái đầu này. Đấy, còn ngoài ra thì anh em có thể ra những cái hàng người ta bán đồ điện nước ấy thì nó cũng có cái đầu này nhé. Đấy, thì lúc cắm vào thì anh em cứ cắm vào luôn cho mình như này được này. Đấy, và anh em cắm vào đây cho mình là anh em đã đo được áp bùng đốt rồi. Đấy, gọi là áp suất nén trong xi lanh. Đây chính là độ bộ đo áp suất trong xi lanh. Đấy, là anh em nối như thế này cho mình nhé. Còn anh em muốn đo áp suất nhiên liệu thì rất đơn giản thôi. Anh em cứ để nguyên đầu này, anh em không cần phải tháo ra, đúng không ạ? Anh em chỉ tháo cho mình cái đầu này thôi. Đây, đây, thì đây anh em kéo lại cho mình này, kéo lại này. Đấy, và anh em rút ra rất là dễ dàng, đúng không ạ? Và anh em cắm vào đầu này cho mình. Đây, mình cũng tiện là hướng dẫn luôn để anh em nắm được nhé. Đây, đây là cái bộ chia, đúng không ạ? Đây, anh em cắm vào đây cho mình này. Đấy, xong này.
Còn ba cái ống đồng này đúng không ạ, thì là nó phù hợp với các đường ống dẫn xăng nhá. Nó phù hợp với các đường ống dẫn xăng của từng xe. Đấy, thì đa phần anh em dùng cái đường ống dẫn nhỏ này thôi. Đấy, còn những cái đường ống to là đường của SH của ô tô. Cái này đo cả ô tô luôn anh em nhé. Đấy, thì đây anh em vặn một bên vào cho mình như này, để khi anh em tháo cái rắc ở trên chỗ kim phun ra thì anh em cắm vào đây, đúng không ạ? Đấy, anh em các đường gioăng có nhé, gioăng dự phòng công ty cũng cung cấp luôn cho anh em. Đấy, anh em vặn vào như thế này cho mình, đúng không ạ? Đấy, để khi mà anh em tháo cái đường xăng trên xe ra anh em cắm vào đây. Đấy, sau đó còn một cái đường này. Đây, thì tùy theo đường ống to nhỏ mà anh em lấy cái ống to hoặc ống nhỏ nhé. Đấy, thì anh em cắm cái đường này vào cái đường ống mà vừa anh em rút ra ở chỗ gần kim phun đấy. Sau đó là anh em vặn vào đây cho mình. Đây, anh em vặn vào đây cho mình, đúng không ạ? Đấy, mình ví dụ như thế này để anh em nắm được, đúng không ạ? Đấy, anh em vặn chặt vào cho mình nhé. Đấy, vậy thì anh em đã được một bộ đo áp suất nhiên liệu rồi, đúng không ạ? Vậy thì đây đã là xong. Đây là bộ đo áp suất nhiên liệu. Vậy thì anh em chỉ cần mua một bộ đồng hồ này là anh em đã được gì? Hai thiết bị đo, một là đo áp suất nén trong xi lanh và hai là đo áp suất nhiên liệu, rất là tiện lợi và anh em không cần phải mua hai thiết bị làm gì. Đấy, và đồng hồ thì đồng hồ nhập của Hàn Quốc cho nên là cho thông tin cực kỳ chính xác và bền bỉ. Đấy, anh em mua một lần thì anh em không bao giờ anh em phải nuối tiếc nhé. Được rồi. Đấy, mình cũng vừa xong cái bộ đo áp đường đốt này để anh em nắm được nhé. Hai trong một luôn. Rồi, thôi vì về cuối video thì mọi thông tin thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình nhé. Mình cũng xin một lần cảm ơn anh Lợi nhé, từ Quảng Ninh, Cẩm Phả về, tận về nhà mình luôn, để anh ủng hộ mình một bộ máy Mosukentat nhé. Rồi, chúc anh làm ăn là phát đạt nhé. Rồi, mình xin cảm ơn nhé. Và mình cũng xin chào tất cả anh em trong cả nước nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.